Cô xin chào cả em học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Phú Bài. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 31. Trước khi đi vào tìm hiểu bài 31, cô mời cả em quan sát một số hình ảnh và cho cô biết những hình ảnh sau nói về quốc gia nào, cuối thế kỷ 18, quốc gia đó có sự kiện gì nổi bật. Hình ảnh thứ nhất, hình ảnh thứ hai, hình ảnh thứ ba, hình ảnh thứ tư. Và với bốn hình ảnh này thì chắc các em đều biết rằng quốc gia mà chúng ta đang đề cập đến đó chính là nước Pháp. Cuối thế kỷ 18, giữa Paris hoa lệ của nước Pháp, kinh đô của châu Âu, đã bùng nổ một cuộc cách mạng long trời lở đất. Thành quả của cuộc cách mạng đó được Lenin nhấn mạnh rằng nó xứng đáng là một cuộc đại cách mạng vì đã làm biết bao việc cho giai cấp của nó, tức giai cấp tư sản. Để đến tròn thế kỷ 19, thế kỷ đem lại ánh sáng văn hóa văn minh cho nhân loại đều diễn ra dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng vĩ đại này. Bài cách mạng tư sản Pháp này chúng ta sẽ tìm hiểu trong hai tiết. Ở tiết 1, ngày hôm nay các em sẽ tìm hiểu phần 1 lớn, nước Pháp trước cách mạng, và phần 1 nhỏ của phần 2 lớn, cách mạng bùng nổ, nền quân chủ lập hiến. Một lớn, nước Pháp trước cách mạng. Ở phần 1 lớn này, sau khi tìm hiểu xong, yêu cầu các em phải nắm được tình hình nước Pháp trước cách mạng có điểm gì khác biệt so với nước Anh và Bắc Mỹ trước cách mạng. Một nhỏ, tình hình kinh tế, xã hội. A. Kinh tế. Về kinh tế, yêu cầu các em quan sát sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. Cuối thế kỷ 18, kinh tế Pháp có điểm gì nổi bật? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu kinh tế nông nghiệp và kinh tế công thương nghiệp. Về nông nghiệp, cuối thế kỷ 18, Pháp vẫn là một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Biểu hiện: công cụ lao động thô sơ, kỹ thuật canh tác vô cùng lạc hậu. Chính vì vậy cho nên dẫn đến năng suất lao động thấp. Lãnh chúa giáo hội bóc lột nông dân vô cùng nặng nề. Đây là hình ảnh tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng. Họ bị lãnh chúa, quý tộc bóc lột. Thu nhập của người nông dân trước cách mạng. Họ phải nộp thuế cho lãnh chúa, cho nhà thờ, cho nhà nước phong kiến và họ chỉ được giữ lại 15% thu nhập. Chính vì vậy, đời sống của người nông dân vô cùng cực khổ. Trái với một nền nông nghiệp lạc hậu thì công thương nghiệp của Pháp cuối thế kỷ 18 là phát triển mạnh mẽ theo hướng tư bản chủ nghĩa. Biểu hiện: máy móc được sử dụng ngày càng nhiều. Công nhân đông, sống tập trung. Buôn bán mở rộng với nhiều nước trên thế giới. Và sự phát triển của nền kinh tế công thương nghiệp theo hướng tư bản chủ nghĩa này làm cho giai cấp tư sản Pháp ngày càng trở nên giàu có. Như vậy, điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp cuối thế kỷ 18 đó là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Nền kinh tế công thương nghiệp thì phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa này làm cho giai cấp tư sản trở nên giàu có về mặt kinh tế, nhưng họ lại bị lãnh chúa phong kiến, giáo hội kìm hãm. Chính vì vậy cho nên dẫn đến mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến. B. Chính trị xã hội. Về chính trị, các em hãy trả lời câu hỏi: trước cách mạng Pháp theo thể chế chính trị nào?
do ai đứng đầu? Các em ghi nhớ cho cô, về chính trị cuối thế kỷ 18, Pháp vẫn là nước quân chủ chuyên chế do Louis 16 đứng đầu. Có thể nói chế độ chính trị của nước Pháp lúc này tương đối lạc hậu so với nước Anh. Vua Louis 16 có một cuộc sống rất là sung túc, đầy đủ, ăn chơi xa xỉ và xây dựng cung điện nguy nga vô cùng tốn kém. Về xã hội thì nước Pháp lúc này tồn tại chế độ ba đẳng cấp. Vậy thì chế độ ba đẳng cấp là chế độ như thế nào? Mời các em quan sát sơ đồ ba đẳng cấp trong xã hội nước Pháp trước cách mạng. Đẳng cấp thứ nhất, tăng lữ. Đẳng cấp thứ hai, quý tộc. Hai đẳng cấp này chiếm khoảng 5% dân số, có địa vị chính trị, có mọi đặc quyền, đặc lợi và không phải đóng thuế. Đẳng cấp thứ ba bao gồm nông dân, bình dân thành thị, tư sản. Và trong tư sản thì chúng ta lưu ý là có ba bộ phận: đại tư sản, tức là những tư sản rất là giàu có; thứ hai là tư sản công thương, tức là tầng lớp tư sản vừa; và thứ ba là tư sản nhỏ. Đẳng cấp thứ ba này chiếm khoảng 95% dân số. Họ làm ra mọi của cải vật chất cho xã hội, nhưng lại không có quyền lợi về mặt chính trị và phải chịu mọi thứ thuế. Chính vì vậy, mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp thứ nhất và đẳng cấp thứ hai ngày càng gay gắt. Đây chính là nét nổi bật trong tình hình xã hội nước Pháp trước cách mạng và cũng là điểm khác biệt giữa tình hình xã hội nước Pháp trước cách mạng so với tình hình của nước Anh và Bắc Mỹ trước cách mạng. Tóm lại, về chính trị xã hội của nước Pháp cuối thế kỷ 18, chúng ta thấy là chính trị thì vẫn duy trì nền quân chủ chuyên chế, xã hội thì chia làm ba đẳng cấp, đó là tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cách mạng bùng nổ, làm cho nước Pháp đang đứng trước đêm tối của một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, trước cuộc cách mạng này thì nước Pháp đã xuất hiện một cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng được gọi là trào lưu triết học ánh sáng. Vậy thì trào lưu triết học ánh sáng là gì? Mời các em sang phần hai nhỏ, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Cuối thế kỷ 18, nước Pháp đã xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng. Bây giờ cô mời các em quan sát những hình ảnh sau để trả lời câu hỏi. Em hãy nêu đại biểu, nội dung và tác dụng của trào lưu triết học ánh sáng. Thứ nhất là hình ảnh của Montesquieu với tư tưởng nổi tiếng là để có thể tự do chính trị, chính phủ phải được tổ chức để không ai có thể đe dọa người khác. Thứ hai là hình ảnh của nhà triết học Rousseau với tư tưởng hãy đập phá tan tòa nhà của sự lừa dối, xẻo nát bọn đê tiện. Thứ ba là hình ảnh của nhà triết học Voltaire với tư tưởng mọi người sinh ra tự do nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích, tự do là quyền tự nhiên của con người. Qua đó chúng ta thấy các đại biểu của nhà tư tưởng tiêu biểu đó là Montesquieu, Voltaire và Rousseau.
Nội dung của những cái tư tưởng này là phê phán sự thối nát của chế độ phong kiến và giáo hội. Và đặc biệt là họ đưa ra lý thuyết về xây dựng một nhà nước mới. Với những cái nội dung này thì trào lưu triết học ánh sáng được xem là những viên đại bác tấn công vào thanh tri của chế độ phong kiến và giáo hội. Và nó có vai trò trong việc dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội bùng nổ. Vậy thì cách mạng đã bùng nổ như thế nào? Mời các em đi tìm hiểu phần tiếp theo. Hai lớn, tiến trình của cuộc cách mạng. Một nhỏ, cách mạng bùng nổ, nền quân chủ lập hiến. Theo yêu cầu của chương trình giảm tải, thì cô sẽ hướng dẫn các em lập niên biểu của tiến trình cách mạng Pháp. Ở phần A nhỏ, cuộc cách mạng bùng nổ, các em sẽ hoàn thành bảng niên biểu với những sự kiện chính sau đây. Sự kiện thứ nhất là ngày 5 tháng 5 năm 1789. Sự kiện thứ hai là ngày 17 tháng 6 năm 1789. Và sự kiện thứ ba là ngày 14 tháng 7 năm 1789. Bây giờ các em sẽ lắng nghe cô trình bày kết hợp với sách giáo khoa để hoàn thành bảng niên biểu cách mạng bùng nổ. Qua tìm hiểu phần một lớn, các em đã biết được rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến cách mạng Pháp bùng nổ đó là do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời. Tiền đề dẫn đến cách mạng bùng nổ đó là sự xuất hiện của trào lưu triết học ánh sáng. Vậy thì nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng bùng nổ là sự kiện nào? Mời các em quan sát hình ảnh hội nghị ba đẳng cấp. Vào ngày 5 tháng 5 năm 1789, hội nghị ba đẳng cấp được triệu tập tại cung điện Versailles vì vua Louis XVI cần các đại biểu thỏa thuận việc cho vay tiền và đánh thêm thuế mới để giải quyết tình hình khủng hoảng tài chính. Số nợ của nhà vua đã lên tới 5 tỷ livres. Tăng thuế tức là đánh vào đẳng cấp thứ ba. Chính vì vậy, yêu cầu của vua Louis XVI đã bị đẳng cấp thứ ba phản đối. Ngày 17 tháng 6 năm 1789, đẳng cấp thứ ba từ tuyên bố là quốc hội cơ quan duy nhất có quyền thông qua các đạo luật về tài chính. Trước vụ việc này, vua và quý tộc đã phản ứng ráo riết chuẩn bị lực lượng để tấn công đẳng cấp thứ ba bằng bạo lực. Bất bình trước hành động của nhà vua, ngày 14 tháng 7 năm 1789, quân chúng nhân dân thủ đô Paris đã từ vũ trang tấn công các trụ sở, các cơ quan quan trọng của thành phố và tấn công mục Pasti, biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế. Cách mạng Pháp đã bùng nổ. Sau này, nhà thơ Tố Hữu đã mô tả sự kiện chiếm mục Pasti bằng những lời thơ như sau: và lớn bé đàn ông đàn bà tất cả chiếm một người đôi khí giới. Anh hàng thịt vung con dao sáng chói, người lính già quắc thuốc búa chui hươm. Và anh hàng giày quần áo rách tươm, anh hàng dệt đang nằm sau cửa sườn, cùng trỗi dậy uy nghi như võ tướng, giật thanh đao khẩu súng nhảy sát vào. Những thằng con bé bỏng đứng xương oai, phòng má thổi kèn, vang sau quạt bố. Qua đạo thơ này thì các em thấy rằng lãnh đạo cuộc cách mạng là giai cấp tư sản, nhưng lực lượng tham gia và là động lực đóng vai trò thúc đẩy cách mạng chính là quần chúng nhân dân, đặc biệt là quần chúng nhân dân thủ đô Paris. Từ thủ đô Paris thì phong trào lan nhanh khắp nước Pháp và cách mạng bùng nổ. Như vậy, các em đã được lắng nghe cô trình bày phần mục A nhỏ cách mạng bùng nổ. Bây giờ chúng ta hoàn thành cả cái sự kiện như sau. Sự kiện thứ nhất, ngày 5 tháng 5 năm 1789, vua Louis XVI triệu tập hội nghị ba đẳng cấp và sự kiện này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng bùng nổ.
ngày 17 tháng 6 năm 1789, đẳng cấp thứ 3 từ tuyên bố thành lập Quốc hội. Và sau sự kiện này thì chính quyền của giai cấp tư sản, tức là chính phủ lập hiến, cũng được thiết lập. Ngày 14 tháng 7 năm 1789, quân chủng nhân dân thủ đô Paris tấn công ngục Bastille. Và các em lưu ý cho cô, sự kiện ngày 14 tháng 7 có ý nghĩa như thế nào? Thì ý nghĩa của nó chính là đánh dấu cách mạng bùng nổ. Chính vì vậy, sau này, ngày 14 tháng 7 được lấy làm ngày quốc khánh của nước Pháp. B nhỏ, nền quân chủ lập hiến. Nền quân chủ lập hiến được thành lập như thế nào? Và nền quân chủ lập hiến đã làm được những việc gì cho cách mạng Pháp 1789? Thì mời các em lắng nghe cô trình bày kết hợp với sách giáo khoa để hoàn thành bảng niên điều của phần B nhỏ. Bảng niên điều này gồm 5 sự kiện. Bây giờ chúng ta đi vào sự kiện thứ nhất. Sau sự kiện ngày 14 tháng 7 năm 1789, chính quyền mới được thành lập nằm trong tay của tầng lớp đại tư sản tài chính gọi là phái lập hiến. Bên cạnh đó, ngôi vua vẫn được duy trì. Vậy thì đại tư sản tài chính gồm những thành phần nào? Thì các em lưu ý cho cô, đây là cái thành phần tư sản giàu kích xu, bao gồm chủ ngân hàng, chủ thuyền buôn, các nhà công nghiệp và thương nghiệp lớn. Vậy thì những việc làm của phái lập hiến là gì? Lưu ý. Đầu tiên, tháng 8 năm 1789, Quốc hội lập hiến đã thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Thứ hai, là Quốc hội lập hiến đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp, xóa bỏ một số nghĩa vụ phong kiến. Tuy vậy, thì cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện. Việc phân chia ruộng đất theo từng lô lớn đem bán với giá cao nên người nông dân không có khả năng mua ruộng đất. Chính vì vậy cho nên vấn đề ruộng đất của người nông dân vẫn chưa được giải quyết. Tháng 9 năm 1791, Quốc hội lập hiến đã thông qua hiến pháp mới, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức là quân chủ lập hiến. Đây là hình ảnh và nội dung của bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Thì các em lưu ý một số nội dung của tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền của nước Pháp như là: Điều 1, mọi người sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng. Điều 2, được hưởng quyền tự do, quyền sở hữu, quyền an toàn và quyền chống áp bức. Điều 17, quyền sở hữu là bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể được bỏ. Như vậy, chúng ta thấy cái ưu điểm lớn nhất của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền đó là thể hiện cái quyền tự do và bình đẳng của con người. Tuy nhiên, hạn chế của bản tuyên ngôn này là khẳng định quyền tư hữu của giai cấp tư sản là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại năm 1789 thì tuyên ngôn nhân quyền dân quyền là một văn bản tiến bộ với cái tư tưởng cốt lõi là tự do, bình đẳng, bác ái. Và chính cái tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái này là một trong những động lực thôi thúc Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước bằng hướng đi là sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu cái bản chất thực sự của khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái. Và tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền sau này đã được Nguyễn Ái Quốc vận dụng khi viết bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Sau khi chính quyền lập hiến thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, thông qua hiến pháp thiết lập nền quân chủ lập hiến, tức là ngôi vua vẫn được duy trì, nhưng mà quyền lực thuộc về quốc hội, thì vua Louis XVI đã làm gì để khôi phục lại địa vị của mình?
Vua Louis 16 bề ngoài phê chuẩn hiến pháp, thừa nhận chế độ quân chủ lập hiến, nhưng bên trong thì bí mật tìm mọi cách chống phá cách mạng, xúi giục các lực lượng phản động trong nước nổi loạn, câu kết với các lực lượng phong kiến bên ngoài như Áo Phổ chuẩn bị tấn công nước Pháp nhằm khôi phục lại chế độ quân chủ chuyên chế và trật tự phong kiến. Tháng 4 năm 1792, Liên minh Áo Phổ cùng với bọn phản động ở Pháp chống phá cách mạng. Chiến tranh giữa Pháp và Liên minh phong kiến Áo Phổ bùng nổ. Trước tình hình phản bội tổ quốc của nhà vua, cách mạng Pháp cần phải làm gì? Ngày 11 tháng 7 năm 1792, Quốc hội tuyên bố tổ quốc lâm nguy và ra sắc lệnh tổng động viên tình nguyện, hưởng ứng lời kêu gọi hàng vạn quân chúng từ vũ trang tiến về thủ đô Paris, hát vang bài Marseille, đầy khí thế chiến đấu và cách mạng Pháp phát triển sang với lời ca hùng hồn. Hãy đứng lên những người con tổ quốc, ngày vinh quang đã đến rồi. Bài hát La Marseillaise chính là bài quốc ca của nước Pháp ngày nay. Như vậy thì cả em vừa lắng nghe cô trình bày về phần B nhỏ nền quân chủ lập hiến. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành biểu bảng với nội dung như sau. Sự kiện thứ nhất, sau ngày 14 tháng 7 năm 1789, chính quyền đài tư sản tài chính được thiết lập, gọi là phải lập hiến. Tháng 8 năm 1789, Quốc hội lập hiến thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Tháng 9 năm 1791, Quốc hội lập hiến ban hành hiến pháp xác lập nền quân chủ lập hiến. Tháng 4 năm 1792, chiến tranh giữa Pháp và Liên quân phong kiến Áo Phổ bùng nổ. Tháng 11 năm 1792, Quốc hội tuyên bố tổ quốc lâm nguy, quân chủng nhất loạt vũ trang từ về để bảo vệ tổ quốc. Ở cái biểu bảng này, các em lưu ý cho cô sự kiện quan trọng nhất các em cần phải nắm, đó là sự kiện tháng 8 năm 1789, Quốc hội thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Các em cũng lưu ý cho cô mặt tích cực và hạn chế của bản tuyên ngôn này. Như vậy là các em đã tìm hiểu xong tiết 1 của bài 31 Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18. Bây giờ chúng ta sẽ củng cố lại bài học bằng những hoạt động luyện tập và hoạt động tìm tòi mở rộng. Về hoạt động luyện tập thì cô sẽ cho các em 5 câu hỏi dễ dàng là câu hỏi ngắn. Câu thứ nhất, đến thế kỷ 18, nước Pháp tồn tại chế độ chính trị nào? Câu thứ hai, xã hội Pháp lúc bấy giờ có mấy đẳng cấp, đó là những đẳng cấp nào? Câu thứ ba, nguyên nhân trực tiếp bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp là gì? Câu thứ tư, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789 của Pháp đề cập đến vấn đề gì? Câu thứ 5. Ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày nào? Những câu hỏi ngắn này các em có thể ghi vào cuối bài để làm tư liệu ôn tập thi học kỳ. Bây giờ sang hoạt động tìm tòi mở rộng, cô sẽ cho các em 5 câu hỏi trắc nghiệm. Và nhiệm vụ của các em khi làm bài tập này là các em ghi câu hỏi và đáp án đúng vào vở. Câu 1. Ý nào sau đây là điểm khác nhau cơ bản về tiền đề dẫn đến sự bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh? Câu 2. Ý nào sau đây là điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản? Câu 3. Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền 1789 của nước Pháp là gì?
Câu số 4. Lực lượng lãnh đạo trong cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 có điểm gì khác biệt so với các cuộc cách mạng tư sản trước đó? Câu số 5. Sau khi cách mạng bùng nổ, phái lập hiến đã làm gì? Về phần chuẩn bị bài mới, cách mạng tư sản Pháp tiết 2 yêu cầu các em đọc và trả lời những câu hỏi sau. 1. Hoàn thành bảng niên biểu tiến trình cách mạng tư sản Pháp. Câu 2. Vì sao thời kỳ chuyên chính Jacobin là đỉnh cao của cách mạng Pháp? Câu 3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp. Vì sao cách mạng Pháp là cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.